Ngày nào cũng lâu ạ. Nên là có chén nước bên một lén thôi, mỗi một bát một lén lại em thắp lên, xong rồi đi làm, thành một cái tạo thành cái thói quen mấy năm nay rồi. Thế thì có điều là cái bát hương tổ thần nhà em là thủ công ấy, là cái tháng 9 đó thì nhà em thì công tác xa, thì về thì em ví dụ anh là anh về nhà thì anh tắt nến hương các cụ đã, muốn làm gì thì làm. Thế nhà em hôm đấy mới thắp nên ông hai vợ chồng đi ra phố, đi rộng Bà Nội chơi tí về cứ thấy khói thì em bị chạy ù xuống bếp, không quên cái gì không thấy. Thì một lúc sau lên thì anh mới phát hiện, anh bảo em đi hóa bát hương, thì em nhìn thấy bát hương hóa rồi còn mấy cái chân. Thế là em sờ cái bát nhang ấy là ấm ấm. Thế là em rất là lo sợ, trong từ tháng 9 đến giờ đi đâu đi đứng có thứ bạn con cái vợ chồng hết sức cẩn trọng. Đấy, cũng lo lắng, nhưng mà đến tháng 12 này vào ngày 23 thì em cũng tôn lại bát hương đấy, tôi vẫn dùng cái bát đấy, nhưng bốc lại cốt nhờ thầy người ta bốc lại thì có được không thầy? Bốc lại được, nhưng mà mình thực ra là tự mình bốc lại là tốt nhất. Dạ thế ạ, tự mình bốc được ạ. Vâng, nhà chị là có mấy bát hương nhỉ? Nhà em là có 3 bát, bát tổ thần, bát hội đồng gia tiên và bát hội đồng bà cô. Thế mình tự bốc là tốt nhất, mình bốc bao giờ cũng thiêng hơn các thầy bốc. Dạ thế ạ. Mình bốc ra tiên thì mình về linh ứng hơn nhiều. Vâng. Em tưởng mình không có cái bát hương của em thì trước là một đại đức thầy chùa thầy bốc cho 3 bát, thì bây giờ em muốn nhờ một thầy Pháp bốc lại cái bát ở giữa này, bốc vào đúng ngày 23. Vâng. Thì không biết có được không, cái thầy này thầy Tùng, thầy chuyện về tứ phủ, thầy rất là chị nhớ thầy nói thì nhớ hỏi ý kiến của thầy đã. Không, thường thì bốc lại vẫn được, nhưng mà mình thì vẫn khuyên là gia chủ tự bốc. Vâng. Gia chủ bốc bao giờ cũng linh ứng tốt hơn. Vâng, thế rồi em sẽ hôm nay thầy viết cốt thì em sẽ tự làm đúng không? Vâng. Em sẽ tự làm, xong thầy chỉ chú và lễ ăn dị thôi. Thực ra cũng không cần chỉ chú đâu. Dạ, thế ạ. Vâng. Có cái cốt Thất Bảo, nếu mà chị lấy thì ở trong đấy có cái hướng dẫn chị tự bốc bát hương được. Vâng. Có gì em sẽ hỏi thầy vấn đề này, xong em sẽ gửi cái ấy thầy giúp em. Vâng. Em gửi cái ngày tháng năm sinh. Rồi chị add Zalo rồi chị nhắn ạ. Dạ vâng. Thế em cảm ơn thầy nhá. Dạ vâng. Vâng, em add luôn. Vâng. Thank you thầy. Thông thường thì các thầy sẽ, tôi cũng đã nói rồi, các thầy muốn tăng cái địa vị của mình lên nên là phải dọa người dân, cho người dân là không tự làm được đâu, phải tự thầy phải trì chú, đúng không? Các bạn hình dung không? Nhưng mà riêng tôi thì quan điểm của tôi rất rõ ràng, mình phải thực tế, và qua thực tế thì tôi thấy là gia chủ bốc bát hương bao giờ cũng rất là linh ứng các bạn. Bạn mời gia tiên nhà bạn về phải tốt hơn ông thầy mời gia tiên nhà bạn về rồi, nó có cái kết nối. Nên là trừ phi ví dụ các bạn bốc bát hương lên mà đo gia tiên không về thì có thể là khả năng là do lúc làm không tập trung thôi, lúc làm không tập trung, hoặc người khí nó yếu quá, đang có bệnh hoặc là người đang yếu thì cái kết nối nó kém thì lúc đấy thầy có thể cũng không cần bốc lại mà đứng ở ngoài khấn lại là được. Đấy, còn nói theo cái phương pháp tu hành cho nó hoành tráng là thầy sẽ khai quang, thầy sẽ trì chú, đúng không? Thường các thầy dùng cái từ trì chú để cho người bình thường biết là họ không có khả năng làm được đâu. Đấy, nhưng mà nếu các bạn nào học lớp linh phù của tôi, các bạn sẽ thấy là khoa học, rất khoa học. Các bạn học xong, các bạn luyện được trường khí dương, các bạn tự làm, rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, không có gì thần thánh, không có gì thần bí cả. Tâm linh tất nhiên là tâm linh, nhưng có yếu tố khoa học, và chúng ta biết khoa học thì chúng ta kiểm soát được, kiểm chứng được, ai bốc cũng được, và chủ nhà bốc thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy, còn các thầy dân gian thì họ muốn tăng cái quyền lực của mình lên, muốn tạo công ăn việc làm cho mình, thì phải mang đến đây, phải mang đến thầy, thầy bốc cho, thầy chỉ chú cho, chỉ chú 7 ngày luyện cơ. Đấy, cái kiểu như thế, tức là các kiểu thầy dân gian là như thế. Các thầy đang thất nghiệp mà nên là phải tạo công ăn việc làm cho mình. Bảo là gia chủ không làm ở đâu, thầy suốt ngày thầy chỉ được ngồi, việc duy nhất của thầy là bốc vát hương. Đấy là cách làm của các thầy dân gian. Còn lời khuyên chân thành của tôi, các bạn tự bốc. Ngay cả mọi người đến tôi vẫn nói mà, tôi có bao giờ tôi đi bốc hộ ai đâu. Trừ khi như tôi nói là có một số khách hàng họ không tự tin. Ở gần Hà Nội thì tôi họ bốc ok, hoặc là nhờ tôi đến bốc cũng được. Tất nhiên là nhờ tôi không đến làm không công đâu, tôi nói rõ thế không các bạn lại tưởng tôi làm không công cho lại gọi điện ầm ầm mà thầy ơi đến làm hộ em. Giống có nhiều bạn này bảo nhờ đến xem phong thủy lại bảo chỉ xem cái cổng, xem cả phong thủy cả nhà thì không xem, mà chỉ xem cái cổng thôi. Mà thì công tôi đến thì xem một chỗ hay xem tất cả nhà nó giá như nhau, nên là tại vì xem mỗi cổng nó có giải quyết được đâu, nó không giải quyết được. Tôi chia sẻ với các bạn một chút về bốc bát hương. Nhân dịp cuối năm nhiều người cũng quan tâm, giống chị này thì cứ phải đúng một cái chủ đề nữa là phải đúng ngày 23 là mọi người rất bị nhầm nhé. Trong cuốn Văn Khấn tôi cũng có nói là mọi người đang rất nhầm là bao sái bát hương xong mọi người mới thắp hương làm lễ, là mọi người đang nhầm. Tức là quan niệm dân gian là ngày 23 mình làm lễ cúng đưa ông công ông táo đi, đúng không, thì lúc đấy mình bao sái bát hương. Nhưng thực ra là giống clip trước tôi nói là mình tiễn thần linh đi, và dân gian cũng cho rằng là mình tiễn đi rồi thì bát hương không có ai nữa thì mình mới thay, mình sửa, mình đổi, gọi là bao sái, đúng không? Nhưng vấn đề chúng ta phải hiểu là thần linh gia tiên chỉ về trong trường hợp chúng ta cắm hương xuống rồi chúng ta khấn xin họ mới về. Cầm trên tay, hương trên tay họ không về, cắm xuống xin và hương cháy hết là họ tự đi. Nên là ngày nào trở thay được bát hương, ngày nào tôi thích bốc lại kệ tôi, đúng không? Các bạn hình dung vấn đề không? Chứ không phải là cứ đến cuối năm chúng ta thấy để lâu quá, bẩn quá, nhiều hương quá chúng ta thay. Còn như bây giờ tôi cái que hương, nếu ai mua cái hương của tôi là cắm xong nó còn tiêu mất luôn, hết luôn, thế là có phải thay đâu. Tôi cắm bát hương cả năm trời không sao cả, chả thấy một cái chân hương. Thỉnh thoảng tôi làm clip hướng dẫn cho các bạn bốc lại bát hương là nhân dịp tôi chuyển nhà, chuyển văn phòng rồi mình di chuyển thì tôi thôi, đằng nào cũng di chuyển thì tôi đổ luôn ra, tôi bốc lại, tôi làm clip cho các bạn xem. Ngày nào chỉ được, không nhất thiết phải cuối năm, không nhất thiết vào ngày 23. Đấy, tức là dân gian thì đang bị rất nhiều cái tuyên truyền làm cho chúng ta đang bị hiểu nhầm. Nên là các bạn phải hình dung vấn đề đấy nhé. Thứ nhất là bát hương ai bốc cũng được, chứ không phải là phải đến ông thầy chỉ chú, chủ nhà bốc được tốt nhất, tuyệt vời nhất. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngày giờ nào cũng được. Nếu các bạn biết phong thủy, bạn chọn ngày giờ tốt, bay vào chỗ bàn thờ, đúng không? Rất dễ mà, tôi hướng dẫn rất nhiều rồi. Các bạn xem những cái clip chọn ngày giờ rất dễ. Còn nếu không biết xem thì ngày nào chưa được, chứ không phải cứ 23. Các bạn không nhất thiết phải cuối năm, không nhất thiết phải 23. Đầu năm tôi bốc chả sao cả. Những cái clip trước của bạn tôi đúng ngày Tết tôi làm quay cho các bạn xem là ngày Tết tôi đi bốc bát hương lại không sao cả. Tại vì mình bốc là khi không có hương có nghĩa là gia tiên không ở đấy. Không ở đấy chúng ta bốc thoải mái, không sao các bạn. Không nên mê tín rồi cứ căn đúng ngày 23, 23 nhiều việc lắm, đúng không?